Ai thắng Vinhomes trong cuộc đua tự vượt qua chính mình? VTC News. Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm khi chứng kiến sự đổi mới liên tục của thương hiệu bất động sản năng động số 1 Việt Nam. Liên tục tự làm mới mình. Vinhomes vừa công bố tiến hành chuyển đổi các dự án VinCity thành các đại đô thị mang thương hiệu Vinhomes, đồng thời chia các sản phẩm của mình thành ba dòng sản phẩm gồm Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby, Vinhomes Diamond. Thông tin này phần nào gây bất ngờ cho giới đầu tư nhưng theo khía cạnh tích cực là chủ đầu tư dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam. Thị trường luôn háo hức chờ đợi những thay đổi của Vinhomes bởi mỗi lần thay đổi, Vinhomes lại mang đến sự mới mẻ, đột phá, thậm chí là xu hướng dẫn dắt thị trường. Nhìn lại những năm 2000, khi nhu cầu của người dân mới chỉ là một căn nhà đẹp thì Vingroup đã kiến tạo nên một không gian sống văn minh với đầy đủ tiện ích khép kín, sang trọng là khu căn hộ cao cấp Vincom 3 triệu. Sau đó không lâu, Vingroup lại tự nâng tầm từ tòa căn hộ đơn lẻ lên mô hình đô thị, tất cả trong một đồng bộ vào không gian sống bệnh viện trường học, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, vui chơi giải trí, cây xanh mặt nước, những Vinhomes Royal City, Vinhomes Tham City, khi đó đã tạo nên một cuộc cách mạng về tư duy thị trường, làm thay đổi hẳn định kiến về cuộc sống ở chung cư trong mắt khách hàng, góp phần định hình phong cách sống hiện đại, văn minh hơn cho người dân. Nhưng ngay khi mô hình đô thị tiện ích bắt đầu tạo xu hướng, buộc các chủ đầu tư khác phải lao theo thì Vingroup lại một lần nữa gây bất ngờ cho thị trường với mô hình vừa sống xanh vừa đảm bảo tiện ích đồng bộ, những Vinhomes Riverside, Park Hill, Vinhomes Central Park ra đời trong giai đoạn này đều tạo nên cuộc đua mới trên thị trường về mật độ cây xanh, cảnh quan và tiện ích kiểu resort. Đặc biệt, Vinhomes Central Park, khu đô thị hiện đại và cao cấp đầu tiên của Vinhomes tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường với công viên ven sông 14 ha, lớn nhất Việt Nam và tòa tháp Landmark 81, top 10 tòa tháp cao nhất thế giới, mới đây nhất. Vinhomes Riverside với tổng thể hơn 100 hecta không gian xanh và mặt nước ở ngay cửa ngõ phía đông của Hà Nội đã được bình chọn là bất động sản tốt nhất thế giới năm 2018 do IPA vinh danh. Đại đô thị đa sản phẩm và cấp độ Khả năng dẫn dắt thị trường của Vinhomes lại một lần nữa được thể hiện khi thương hiệu này chuyển đổi mô hình đại đô thị Singapore và hơn thế nữa VinCity lên thành đại đô thị Vinhomes với nhiều dòng sản phẩm, tương đương các cấp độ khác nhau. Trong bối cảnh cả thị trường đã quen với mô hình một phân khúc, thì đại đô thị đa sản phẩm, đa cấp độ như Vinhomes là bước đi đột phá, điều này cũng minh chứng sự chuyển đổi lần này không đơn thuần là cuộc đổi tên, Vinhomes đang tiếp tục hành trình tự làm mới, tự đẩy lùi giới hạn của mình để đưa ra thị trường những lựa chọn mới. Không phải là một khu đô thị hàng chục hecta, đó là cả một đại đô thị rộng lớn hàng trăm hecta, không phải là một hai trường học, bệnh viện, khu vui chơi, đó là cả một thành phố thu nhỏ với nhiều sự lựa chọn chăm sóc giáo dục, y tế, vui chơi giải trí cho người dân không phải là quảng trường trung tâm, đó sẽ là một không gian xanh bao la với biển hồ, hồ lớn, công viên quy mô gấp hàng chục lần các tiện ích tương tự ở những khu đô thị đã đi vào hoạt động của chính Vinhomes, không chỉ là một dòng sản phẩm, đó là sự tích hợp của nhiều dòng sản phẩm, nhiều phân khúc khách hàng, mang lại một cộng đồng năng động và đa dạng bậc nhất Việt Nam. Sự phá vỡ giới hạn chính mình liên tục, không ngừng nghỉ của Vinhomes được các chuyên gia đánh giá là xuất phát từ tư duy, lấy khách hàng làm trọng tâm, customer centricity. Với tư duy nền tảng này, Vinhomes luôn chủ động nghiên cứu những mô hình đô thị hiện đại nhất thế giới nhằm liên tục tạo ra những sản phẩm mới đón trước các nhu cầu mà thậm chí khách hàng còn chưa nghĩ tới. Chính cách làm vừa chuyên nghiệp vừa cao tay đã giúp Vinhomes luôn chiếm thế thượng phong trên thị trường bất động sản và trở thành thương hiệu sở hữu nhiều khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Và như mọi khi, trong mọi cuộc đua vượt qua chính mình của Vinhomes, thành quả cuối cùng luôn thuộc về thị trường và khách hàng. Thị trường không chỉ có thêm lựa chọn mà sẽ có động lực để tự thúc đẩy lên một mặt bằng tiêu chuẩn mới trong khi khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu không gian sống ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn cao ở các nước phát triển nhã phương